nó giả dạng người đưa đồ đi lại nhà người ta, nó gõ cửa. Tốt nhất là để chờ, đừng bao giờ ra lấy. Nó giống như nó đẩy mình vô trong nhà rồi sau đó nó làm gì á. Là đơn giản và cũng rất rất nhiều người ta thích á. Hello, Nora xin chào quý ông bà cô chú anh chị đã quay lại kênh YouTube của Nora nha. Bây giờ cái nhà cơm nước con cái anh thì cơm nước xong hết trơn rồi. Xong rồi mà cái nhà nhìn nè, đi ra đường là anh nhỏ anh hả họng như vậy nè. Đó, em đi ra ngoài cái quô mạc á, cái nhà của chợ Mỹ á, thì chồng em nói là mình mua cái khay giống như kiểu sao ta, cái đó nó bị rẫy ở ngoài nhưng mà ở trong vẫn còn á, nhưng mình mua cái khay để mình gặp vô để mình bỏ vô trong cái computer đó, thì em hy vọng thôi nha, chứ không phải chắc chắn là được hay không. Chụp cái màn hình cái đồ mà quay video của em á, anh chụp rồi xong cái mình chụp ở phía sau cái số series của mình á, đưa cho cái Sony á, cái nhà để cho nó sửa cho mình. Tại em đang chạy ở cái nhà thì giờ này là chưa được 6 giờ thì nó cũng đã chuyển sang gần tối rồi đó. Đường hôm nay thì rất là lạnh nha. Đang trên đường đi thì sẵn em nói cho cái nhà nghe là bây giờ trộm cướp nó không có phải là nhắm vô những cái mà nó đập phá nữa, mà giống như vậy nè cái nhà. Bây giờ đó gần là Tết đó, thì còn có mấy ngày nó Tết Tây rồi, thì có những người Việt Nam hay là có những người Mỹ hay đủ thứ loại người luôn cái nhà, thì người ta sẽ mua đồ trên mạng hay là người ta đi ra ngoài các cửa hàng người ta mua. Nếu ai mà không có cái thời gian á thì người ta sẽ mua ở online, người ta order trên mạng rồi người ta sẽ ship về nhà cho mình. Cái tụi nó thấy là có những nhà người ta order trên mạng đó thì nó làm giống lắm kìa, giống như kiểu là người đưa giao hàng cho cả nhà đó thì nó gõ cửa thì nó làm giống lắm kìa nha. Rồi nó sẽ đứng cầm một cái thùng hàng đây nha, cái thùng hàng, rồi xong nó nhấn chuông cái nhà khuyên nha, nếu như nhà ai mà giống như là ngày hôm nay á, là nhà ai mà có con hay có gì cô bác gì đại khái gì đi nha, mua đồ trên mạng thì phải nói cho gia đình mình ai ở nhà đó, thì nói hôm nay mẹ hay là con gì á có order trên mạng hay mình nói bất cứ gì ở cho người nhà mình biết là hôm nay mình có order đồ á, thì người nhà mình nó còn đợi chờ, mà đợi chờ nó tốt nhất là đợi chờ, đừng bao giờ ra lấy, đừng bao giờ ra lấy khi có cái ở ngoài đó có cái thằng nó gõ cửa. Mình làm như vậy nha, nó sẽ đi vô trong nhà hả, nó giống như nó đẩy mình vô trong nhà rồi sau đó nó làm cái gì thì mình đâu biết được đâu cái nhà. Thì bây giờ là nó không có phải đập phá nữa, bây giờ nó nhắm vào cái ngày Tết gần đến nè, Tết biết người ta order đồ thì nó giả dạng cái người giao hàng á, nó đi lại nhà người ta, nó gõ cửa thì nó làm giống lắm nha, nó lấy cái cây mà bắn súng á, nó bắn vô trong cái thùng, nó bắn gì ai biết, nó bắn cái gì, nó bắn vô và bố bộ nó can này kia, nó làm để cho cái người ở trong nhà mình nhìn nó thì giống như kiểu thiệt rồi, thì mình đâu biết đâu, thì mình ra mở đồ thì lúc đó mình sẽ bị dính chấu với nó. Còn bây giờ mình đừng bao giờ mình đi ra ngoài ở ngoài, giống như mình ra ngoài dưới trường hợp là không có ai ở chỗ đó thì mình lấy đồ lẹ lẹ mình đi vô trong nhà, còn không mình có cái riêng cái nhà thì mình nói chuyện thẳng trực tiếp với nó luôn, mình nói là mày là ai hay là mày bấm chuông tao có gì không, nó nói là giao hàng thì mình nhớ lại coi là mình có order gì không, hay là con mình hay là cháu chắc gì đó đại khái gì có order đồ gì không, để cho mình biết để mình lấy. Mà tốt nhất cái nhà biết không, ở bên Mỹ này á là người ta giao hàng như vậy nè, giống như những cái đồ nào mà có giá trị ơi là giá trị á thì sẽ gõ cửa nhà, cho cái nhà, rồi người ta sẽ đưa như kiểu iPad vậy á, rồi có cái viết á, rồi người ta sẽ kêu mình á là ký cái tên, hỏi mình có phải mặt hàng này của mình không, phải mình tên vậy không, mình nói đúng rồi thì người ta kêu mình ký tên thì người ta mới đưa cái mặt hàng cho mình. Còn nếu như cái đồ không giá trị thì người ta thải đại ở trên cái thềm nhà của mình á, chứ người ta không có phải là đợi mình ra lấy, không có, để mình ra lấy dưới trường hợp là đồ có giá trị. Tại vì cái nhà biết tại sao biết không, những cái lúc mà đồ mà nhà em là order đồ giá trị thì người ta kêu em ra ký tên, mà ra ký tên cả nhà ngay nhìn bên đây mình nhìn coi phải chiếc xe của cái người mà giao hàng cho mình không. Nhiều khi nó kêu mình ra ký tên đi mà không phải là người giao hàng đi, nó giả dạng cái người giao hàng á, nó nhảy vô nhà mình, nó làm như mình đó cả nhà. Bởi vì là gần Tết đến rồi, mọi người hãy cẩn trọng những người như vậy nha. Thì bây giờ em tới qua mẹ nè, em đi vô đây em mua cái khay.
Cái nhà em mới đi lại đằng đằng ngay chỗ đây á, em hỏi người ta có bán nó đó không á, thì em vô em nhìn á thì người ta nói là người ta không có make sure là cái thẻ của em với thẻ này giống nhau, cho nên á mà cái giá là 32 đô mấy, mà chồng em kêu là mua Amazon thì nó rẻ hơn, nhưng mà chắc chắn là của mình. Còn nếu mà không được nữa thì bye bye. Nhìn nè, con em mới về lớn mà bé nhìn mấy cái này nè, cái nhà bé lại thích nè. Mấy này nó có những cái mặt của con thú nè, và có những em bé nè nó thích nè. Muốn cái nào? Baby là baby shirt nè. Baby shirt đó không? Chắc giờ không thích baby shirt đâu. Bây giờ lớn rồi cả nhà, không có thích đâu. Muốn lấy cái nào? Wow. Nè, cái này nè. Lấy cái nào? Đây nè, thấy không? Nó zero nè, nó không có cái gì vậy. Con lấy nào? Ừ. Con hai ông bà cô chú đi hai. Nào lấy đi nè, má mày cho hôm nay mua cho em. Lấy đi, lấy cái nào? Muốn lấy nào lấy đi. Rồi, con hai con cho ông bà cô chú coi nè. Cái nhà em mới kêu người ta chỉ em cái chai mà em muốn á, cái chai này em về em lên cái bếp á, ngay chỗ em mà em nấu ăn á, ở đây nè. Còn cái đồ mà để mình gắm vô cho nó thơm á thì đó giờ em xài cái này không nè. Dâu mà nó bự hơn cặp mắt là có thật nha cả nhà, nó bự nè. Cái này thì nó có giá là 5 đồng 46 sen. Mọi người có thể thấy là đồ ở trong chợ Mỹ người ta bán tùy theo mùa đó, với lại tùy theo cái lễ đó. Giống như đồ của Noel thì người ta bán không hết, ví dụ người ta bán không hết người ta sẽ đem vô rồi. Còn những cái đồ này là người ta tượng trưng cho Tết đó cả nhà. Tết nên bây giờ còn có mấy ngày nữa Tết, cho nên người ta sẽ bỏ những cái đồ quần áo của Tết để ngoài á. Nhưng mà hôm nay em đi thì em thấy nó cũng không có đông mấy. Giống như ở đây là cái nhà thì trong chợ này người ta sẽ trưng đồ ra ngày Valentine á, là ngày 14 tháng 2, người ta sẽ trưng trước như vậy nè. Và người ta sẽ trưng những cái đồ mà giống như là của New Year cái nhà. Nè Valentine nè. Trời nhìn cái này dễ thương quá ha. Mấy lần em quay cho cái nhà là mấy cái chỗ này là cái nhà là người ta sẽ bán đồ hết trơn rồi. Còn bây giờ người ta sẽ trưng những cái đồ mới á, người ta cho mấy người khách để người ta mua nè. Và ở đây cũng vậy nè cả nhà, nó có để chữ Valentine và con gấu nè. Đó, ngày 14 tháng 2 ai muốn mua tặng người yêu hay trưng trí bài trưng đẹp á thì vào đây. Chứ em cũng mua cái đồ gửi tay nè cả nhà, đồ gửi tay cái mùi này thơm lắm nha. Nè, cái chai này giống như cái mùi của lavender mà kiểu thơm thơm, ngon lắm. Nhìn cái này thì cả nhà biết là Tết gần đến rồi nha. Chợ trong chợ Việt Nam lúc nào cũng trang trí, biết chợ Việt Nam. Ở đây có bao lì xì nữa nè. Và có những cái này để mình bỏ lên để mình trang trí chúc mừng năm mới nè. Bao lì xì nè, con cá đá chép nữa nè. 183. Nhìn đẹp quá ha, cây mai nè, mai giả nữa nha. Ở đây thì người ta có để cái này là ngày xuân hạnh phúc bình an đến. Đẹp quá. Mình nhìn cái này là biết là Tết gần đến. Và nhìn cái này là biết là chợ Việt Nam người ta mới trang trí cái này đó nha. Mọi người biết cái gì không? Em đi ra chợ, em đi chợ một hồi cái em đi ra. Cái bắt đầu á, đồ của em á, cái cô kia tính xong cái em đi ra thẳng một nước luôn á. Em lấy ship nhưng mà em không có lấy đồ á. Giờ phải bọc vô lấy lại nè, trời. Nhiều khi ma quên ghê luôn á cả nhà. Chưa có lấy gì hết nè. Mà giấy nè. Thank you.
Hello, Nora xin chào tất cả mọi người quay lại kênh YouTube của Nora nha. Thì cả nhà hôm nay Nora ăn một cái món rất rất là đơn giản và cũng rất rất nhiều người ta thích đó. Đó chính là một cái tô mì gói nè cả nhà. Trong đây thì mì gói của em cũng một chút đặc biệt là có bốn cái con tôm nè. Và trong đây em có hành và giá với cải ngọt nè. Đó, mời cả nhà ăn cùng với em nha. Em nè, cả nhà nhìn cái tô của em nó hấp dẫn không? Ở đây em có chấm là tương ớt nè cả nhà, em thích ăn là tương ớt lắm. Tương ớt này á, và là tương ớt để mình chấm với lại khô mực nè, chứ không phải là chấm với lại phở. Phở thì ở bên đây á là nó có loại là chấm phở khác đó nha. Em uống đây nước suối. Đây thì em có mì kim chi, mì của người đại Hàn cả nhà, không phải là mì của người Việt mình. Đây em có đậu hành nè. Em rất là thích ăn đậu hành luôn. Đậu hành á, nó ngọt. Mì gói này ở nhà ai cũng phải cũng có, nó dễ ăn. Giống như ví dụ mình nhà mình hôm nay không nấu gì thì mình lấy cái này ra mình ăn. Nó ngon lắm cả nhà. Sáng em có đi chợ qua mạc nè, bà em đi chợ ở Việt Nam đó nha. Em muốn quay cái nhà xem á, trời ơi. Em quên đến nỗi mà em đi vô chợ em mua rồi em đi ra cái trả tiền sống chờ người ta đưa receipt cho mình, cái em lấy xong em để lẹm để con ra ngoài, cái cùng mình đến khi đi ra ngoài em kêu mày xin lấy cái bánh ăn này ngon đó con, bấy bánh đi. Cái nhìn lại nó ủa đồ đâu, cái nó quay vừa quay vô thì thấy cái cô mà mới nãy tính tiền á cho em á, cái cổ đem đồ đẩy ra xe ra cho em á, cổ cười quá trời luôn, thậm chí đồ mà bỏ quên cái nhà không nhớ nhiều chấm. Thì thường mình đẻ không là chích cái gì nghe sau lưng mình á nó mau quên lắm không, là nghe nó chích covid á thì nó cũng mau quên lắm á. Cái cải ngọt này nè, cái ngày hôm qua em làm cho chồng em á ăn cái cơm trộn Hàn Quốc á, thấy không còn. Ngày mai em có thể em nấu canh này cho con em ăn được. Cái cải ngọt đó nha, mình nấu tôm thịt bằm hay là chả cá mà thường mấy em bé mình nên cho ăn là giống kiểu thịt tôm thì mình phải bằm ra cho nó nhuyễn, mình nấu nước có ngọt. Mà nhà em thì con em đang bị ho nên không nên cho ăn tôm bởi vì nó học bị ho cái nha. Cay quá. Ừ, tôm à, muối chợ Mỹ nè, nó bự nè, tôm đông đá đó nha, mà nó tươi nha, em quên tôm đông đá đó nha, mà nhìn nó ngon nè. Em mua này hộp này bữa rồi em định á, chồng em về em hấp cho ấm chấm muối tiêu chả năng, nhưng mà bỏ trong tủ đá cái quên, mà nếu mà hấp á anh có thể ăn vài co tại anh không dám ăn nhiều. Thank you.
cái mùa lạnh mà ăn cái mì tôm này ngon á. Mì nè cả nhà, ngon không phải mì tôm, nó làm bằng mì kim chi á. Thường em thích ăn mì kim chi lắm nha, tại vì mì kim chi á nó có vị cay cay, nó chua chua. Nó rất là ngon. Trong của mình tôm á, mình ăn á, cái gạch của nó cả nhà, nó mặn mặn, nó ngon quá ha. Mà nó không bị bở nữa. Rong đá nhưng mà nó không bị bở nha, ngon á. À cả nhà có thể nhìn nè, không biết cả nhà nhìn được không? Nó không bị bở, ngon. Mình chấm miếng tương ớt nè. Con tôm này á, mình có thể mình nấu cháo tôm cho con mình ăn được, tại vì nó không bị bở mà tươi nè, ngọt, thịt ngọt lắm luôn. Nó bự nè. Nó bự nè. Bự mà nó tươi. Bự mà nó ngon thiệt luôn á. Không có đùa đâu. Ủa cái gạch nó nè. Nãy em trụng một chút á, cái em lấy ra, em thích ăn kiểu sực sực á. Con em thì đang ăn cơm sao, anh nhỏ thì ngủ, anh nhỏ cái nhà, anh quậy đến nỗi mà em đang rửa chén sao, cái em quay cái mặt vô trong á, cái anh bưng cái đồ bận đựng đựng hoa cái nhà, cái bình đựng hoa mà nó có hai loại đựng bình đựng hoa là cả nhà biết như nào. Cái bình mà đựng cho ông địa thì là cái miệng của nó loại dày, nó có thể giống như nó bể nhưng mà mình đụng nó không có bị đứt tay đứt chân. Còn cái miệng mà của mà mình đựng cái bình hoa mà kiểu đẹp á, cái nhà màu màu thủy tinh á, cái đó đó là nó dễ bị chém mình á. Cái tự nhiên em quay sao em nghe đùng cái, trời ơi em la lên cho con em giật mình, đừng có đi lại cái chỗ đó. Em la lên cái nhỏ quán hồ cái nhà thì nó đứng lại nhưng mà nó muốn nằm ra, nó như nó nằm dạ, nó muốn lấy cái bình đó đó, nó bể tát bét. Xong cái em nắm tay con em bồng nó lên ngay chỗ kia, em tháo đồ ra thì nó bị đứt mà trên đây ở đây nè, nó bị đứt tay cái nhà em, đứt một đường luôn á. Cả nhà thấy không, nó bán không, tại miệng là miệng thủy tinh, còn cái miệng mà của mà bình hoa ông địa thì nó dày, cái này nó loại mỏng á, mà cái loại mỏng này nè mà nó bể mình cũng không thấy đâu, tại vì nó nhuyễn. Còn cái bình hoa của ông địa thí dụ nó bể là nó thấy màu trắng mà nó bự lắm, nó không có đứt tay đứt chân. Cái anh bị đứt tay cả nhà, cái anh khóc á, cái em phải băng tay anh. Anh quậy đến nói là gì, cái bình hoa em đã giấu lúc mì ở trong cái bàn của em á. Cái bàn của em thì cái bàn này nè thì nó có cái kiểu giống như đựng những cái ly rượu vang nè, rồi đựng chai rượu á cái nhà, mà em lấy cái bình hoa đó em để lúc mì trong á là lâu lấy được đâu, mà ổng mò sao mà lấy được luôn á. Tới hai cái mà bể hơn cái, chắc hồi em lấy cái này em để chỗ khác hơn, cái gì cũng quậy cả nhà. Nãy giờ em quên cái sạc cái đi. Cái máy này nè, máy em chớp chớp à, thì máy em gần hết pin rồi nè. Vào.
Thì cả nhà ơi, video của em hết hết tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra coi video của em. Nếu thấy video em hay thì hãy cho một cái nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ và những gì thắc mắc comment cho em biết nha. Hẹn gặp tất cả mọi người video kế tiếp. Nhớ coi video của em nhiều để em còn một cái động lực để làm video hay ho cho cả nhà xem nữa nha. Bye bye.